Trời ơi, sắp phải thi đấu với trường A rồi. Cầu thủ đã thiếu rồi, tiền đạo còn bị chấn thương nữa. Ơi, phải làm sao trời? Thôi, em đưa bạn vô phòng y tế đi. Dạ. Siêu Ly. Siêu Ly. Hả? Mình rủ bạn đi tập thể dục mà bạn chỉ nghe nhạc dạy thôi hả? Ủa, mình có tập mà. Nhưng mà mình không có thích mấy môn vận động như là đá bóng gì đâu, mệt lắm. Ra mồ hôi khó chịu luôn, nóng nữa. Ủa chứ thường ngày bạn tập cái gì? Thường ngày á hả? Để coi. Nhảy K-pop. Yoga, ngồi thiền, hít thở không khí trong lành thiên nhiên. Đó, vậy thôi. Trời ơi, bạn biết đâu, mình tập nhiều lắm chứ bộ. Chứ không phải bạn thích đá banh nên bạn không muốn cái gì. Ghê, dữ dằn ta. Hay quá, chớp chớp. Thầy bóng lại cho thầy con. Thầy. Ồ, cảm ơn em. Thầy ước gì con là con gái. Hả? Đội tuyển bóng đá nữ của nhà trường đang thiếu người rất là trầm trọng. Đã vậy còn bị chấn thương nữa. Thầy rất muốn có một người như con. Con đá banh rất hay. Con nhanh như một tia chớp. Ủa mà thầy, trong trường mình có nhiều bạn nữ mà thầy. Nhưng mà có nhiều bạn không đam mê bóng đá. Vậy thầy đang cần vị trí tiền đạo đúng không? Ừ. Con biết có một người có thể giúp được thầy đó. Ai vậy? Siêu Ly. Hả? Gì vậy? Ai quên mấy bóng đá đâu? Không nha, không đam mê. Siêu Ly không đam mê. Quên tên Siêu Ly đi. Nhớ tên ai đi, quên tên đi. Không Siêu nha. Ly hả? Không đam mê. Có được không đó? Dạ được. Thì cứ yên tâm đi. Con sẽ kèm cho bạn ấy tất cả các kỹ thuật của bóng đá. Giống như bạn luôn đó thầy. Ê, chưa nhận lời, chưa đồng ý luôn. Thôi được rồi, có còn hơn không? Ủa, ê, không thích chơi, không đam mê. Không đam mê nha. Tất cả thầy nhờ cho con nghe chết chớp. Dạ. Ủa đồng ý. Các bạn, khởi động tiếp nào. Ủa đồng ý nào. Ê, no, say no. Không đam mê nha, không đồng ý nha. Bây giờ bạn cứ giúp trường mình đi, trường mình đang thiếu người mà. Đây là phong trào bóng đá nữ, trường mình muốn đẩy mạnh mà bây giờ thiếu người, trường mình thua, rồi trường mình mất mặt hay sao? Không phải, tại vì tôi không có biết luật lệ gì hết trơn á, không có đam mê nữa. Rồi, nếu bạn không biết đúng không? Thì từ ngày mai mình sẽ kèm cho bạn tất cả các kỹ thuật của bóng đá và ghi bàn luôn. Ê. Không rảnh nha. Siêu Ly không rảnh. Bạn cứ cố gắng đi. Thôi, vậy mình cho bạn xem này. Xem gì vậy? Nè, bạn coi đi. Ghê ta. Ôi, mình cũng muốn được như anh này. Wow. Ê, chớp. Đây là ai mà sao xuất sắc quá vậy? Đây là anh Đậu Kim Phúc, một nghệ sĩ tân bóng rất là nổi tiếng luôn. Kỹ thuật của anh rất là thượng thừa, nhưng mà nếu muốn chạm đến được kỹ thuật của anh á thì anh phải tốt những kỹ thuật như là tân bóng nè, kiểm soát bóng nè. Với lại anh là một người bạn rất là thân thiết với mình luôn. Trời ơi, hèn gì, bạn đá banh với tân bóng giỏi quá à. Mình mà có mấy cái skill như ảnh nha là bạn bít cửa. Ok, thì bây giờ mình chỉ với bạn nè. Thôi, Siêu Ly đây muốn tự tập. Tối á mình dèm lên mạng xong tự tập ở nhà được. Thôi không được đâu, lên mạng học không được. Được, nói được là được, tin đi, tin chị đi. Chị muốn tự lập, tự lực gánh sinh, cứ tin ở chị. Được không đó? Tin chị. Mấy này dễ ợt. Chỉ cần xem qua mạng một lần
Tôi biết làm rồi, cần gì phải ra sân tập chi cho nó mệt. Ở nhà tập cũng được chứ bộ. Mình có năng khiếu mà. Ui. Alo Chớp Chớp, hẹn ngày mai ra sân tập sớm nha. Đâu rồi ta? Chớp Chớp hẹn mình giờ này tới đây mà cậu ở đâu rồi? Anh ơi, cho em xin lại chơi bóng. Có giỏi thì lấy đi. À, nơi này xưa anh hay chơi bóng ở đây này, nên là hôm nay anh qua đây để tìm lại kỷ niệm xưa. Ủa, mà xem chơi bóng ở đây mình vậy? Tại em không biết chơi bóng nên em không thể chơi cùng các bạn được. Anh nghĩ quan trọng là đam mê thôi. Nhưng mà em có đam mê không? Em không biết mình có đam mê với bóng đá không nữa. Nhưng mà trước tiên á, thì em phải giúp đội bóng của mình cái đã. Và em cũng muốn trải nghiệm mà, coi mình có phù hợp với bóng đá không. Ủa mà sao nói chuyện giống bạn em quá vậy? À, anh có thể... À thôi, không sao, không có gì. Hay là bây giờ anh sẽ dạy em chơi bóng nha. Được, trời anh là thần tượng của em á, anh là idol của em, cái gì cũng được. Yeah. Kiểm soát bóng, chặn bóng, lừa bóng và qua người, sút bóng. Ông nhìn đi, nhìn đi. Cháu gái của ông giữa tình đáng ghét đó đang làm cái gì vậy? Đá bóng chứ gì bà hỏi. Môn thể thao này ai không biết. Ông nghĩ đi, đứa cháu gái mà ông lo lắng á đang theo phải địch kìa. Ta đâu có đuôi, ta vẫn đang nhìn thấy nè. Nhìn mà ông không hành động gì hết, vậy thì có ích lợi gì chứ hả? Sao ông biết ta không có hành động và những toan tính của riêng mình? Hai ông chờ đi, chắc chắn bọn chúng sẽ không thể nào đạt được mục đích. Xuất sắc quá. Hay quá. Không thể tin nổi. Tập có vài ngày mà làm được như vậy. Em đúng là thiên tài đó. Chớp Chớp, bạn đang ở đâu vậy? Xin lỗi bạn nha. Đột nhiên mình bị ốm á nên không hướng dẫn được bạn. Thường thường á thì mình sẽ giận cậu, nhưng mà hôm nay thì không sao. Có anh Đỗ Kim Phúc là người dạy bóng cho mình nè. Thật hả? Chúc mừng bạn nha. Thôi không nói chuyện với cậu nữa đâu. Bây giờ mình sẽ đi tập bóng với Đỗ Kim Phúc tiếp đây. Wow. Wow, em hay lắm Siêu Ly. Em đã giỏi hơn một tuần trước rồi. Vào trận đấu ngày mai tôi sẽ cho em ra sân. Nhưng Siêu Ly à, em nên nhớ ngoài sự khéo léo và kỹ thuật, em cần phải có thể lực nữa. Em hãy cố lên như thầy nha. Hay à. Tiến sĩ Đơn, sao rồi? Ngày mai là ngày thi đấu đó. Ông đã làm thiết bị bí mật để phá bọn chúng chưa? Đúng. Xong rồi đây. Wow. Hình như ngày mai con có một trận bóng đá phải không Siêu Lị? Dạ. Vậy thì cả nhà chúng ta đi coi thôi.
Đây là trận đấu đầu tiên của cầu thủ Siêu Lai. Ủa, Siêu Lai, bạn bị sao vậy? À, tại vì mình hơi lo một chút. Mình không biết ngày mai mình có đủ sức để tham gia trực bóng không nữa. Mình đừng có lo. Đã có bình giữ nhiệt cool này rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Đúng vậy đó, bình giữ nhiệt cool có thể hiện giá trị năng lượng của đồ uống, còn có thể bổ sung năng lượng liên tục để chơi bóng luôn. Ủa, cậu đó gọi. Siêu Lì, mình đừng có lo. Nếu có chuyện gì mình sẽ giúp bạn. Ừ, vậy mình ra ngoài nói chuyện xíu nha. Alo cậu, cậu gọi con có chuyện gì không? Ở bên hội nông dân siêu phàm vui vẻ quá nhỉ. Cậu theo dõi con đúng không? Có gì đâu, ta chỉ quan tâm cháu gái của ta thôi mà. Chúc trận đấu ngày mai diễn ra tốt đẹp. Rồi, khởi động đi. Rồi, tất cả tập trung nè. Tất cả nhớ đưa bóng cho Siêu Lì. Siêu Lì riêng em chỉ cần dẫn cầu bóng vào cầu môn của đội bạn. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi, vô nè. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, khởi động tiếp đi. Siêu Lì. Hả? Úi da. Ủa thầy, thầy sao vậy thầy? Không có gì, mũi chết thôi. Qua chỗ chút chết đi. Siêu Lì. Đây là sữa cool sô-cô-la lúa mạch, rất thích hợp cho những người vận động mạnh đó. Cảm ơn bạn nhiều nha. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với trận cầu của trường học cool và trường Đại học, hai đối thủ tranh tài tuần trước. Và ngày hôm nay đội nào sẽ mang về vinh quang, đội nào sẽ phải chúc mừng là hay là đội hình huấn luyện viên trưởng của trường học cool đang trong có những trao đổi về chiến thuật. Và liệu đây có phải là một trong những bài đánh có thể mang về vinh quang tất cả? Nhớ cho tôi, tấn công cho tôi, ai mà phòng thủ tôi đuổi hết. Cầm tay cho thi đấu đi. Chúng ta chuẩn bị đến với trận cầu và chuẩn bị chúng ta đã bắt đầu rồi. Đội thủ đi bóng vào không cho nhau cùng trường nha. Với những góc máy bay vừa rồi thì chúng ta có thấy được là huấn luyện viên trưởng của trường cũng tỏ ra khá vui vẻ. Cầm đi, đừng có phòng thủ. Lại một pha đi bóng nữa của cao thủ trường Liên. Đừng đánh anh. Đúng không? Đúng không? Đi. Oh, hai câu đúng rồi. Đúng lên đi. Cái đạo Minh Thu mà ông huấn luyện viên vui vậy ta? Ai biết đâu, cái hôm nay nhà ông có đám cưới cho nên ông vui vậy đó. Đừng có phòng thủ. Lại xuống bóng lên anh. Xuống bóng. Sao lại vậy? Quá nhanh chóng khi mà hiệp một chưa khép lại. Tự nhiên là không cho phòng thủ thì lấy gì mà bảo vệ được khung thành? Đội mình đang bị ép mà. Không biết là chiến thuật huấn luyện viên có thay đổi như thế nào đây. Coi vào. Ôi, cua rồi. Thầy, tại sao vậy? Cái gì kỳ vậy? 4-0. Ôi mẹ ơi, sao đám anh không cho tranh chấp là sao vậy mẹ? Chắc là ông sợ cầu thủ bóng đau đó. Lên, nhanh lên. Tuyệt vời quá, đi sĩ đơ. Nếu như không có ông, quả thật là không xong rồi. Ủa thầy, thầy sao vậy thầy? Không có gì, mũi cắn thôi. Qua chỗ chấp trước đi. Ta thương ông quá. Cậu Lao, sao vậy? Biết là vui lắm, biết là mừng lắm. Nhưng hãy kiềm chế cảm xúc của bản thân. Người ông sắt thép không, đau hóa. Vậy hả? Vậy thì ta xin lỗi. Hết giờ rồi, hiệp 1 của trận đấu giữa trường Cun và trường Real cũng đã tạm thời khép lại với tỷ số đang tạm thời là 5-0. Tại sao thầy lại không cho bạn Siêu Lì ra sân vậy thầy? Đúng rồi thầy, tại sao không cho Siêu Lì ra? Tại sao lại bắt tụi em tấn công mà không cho tụi em phòng ngự vậy thầy? Tại sao đá mà lại không cho tranh chấp banh? Siêu Lì, các em cứ bình tĩnh. Hãy làm những gì tôi chỉ bảo, tôi chắc chắn sẽ thắng. Mình thấy sau cổ của huấn luyện viên có cái gì á, cái kim.
15, 16. Có quạt cầm tay Cool, quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay túi bút Cool. 6 thẻ bài Cool đổi một quạt cầm tay siêu Cool. Có bóng phản quang Cool, hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. Sưu tập 10 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Cool. Có giày Batin siêu Cool, luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày Batin siêu Cool. Có Palo Hoodie Cool, thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một Palo Hoodie Cool. Sự may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad thêm chiếc, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cool trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày. Em, sớm.